Hơn 120.000 người ký vào đơn kêu gọi phục chức cho hạm trưởng tàu sân bay Mỹ. Có hơn 120.000 người ký vào lá đơn kiến nghị kêu gọi Hải quân Mỹ phục chức cho chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vì lá thư cầu cứu giữa mùa dịch. Hành động của ông ấy có thể cứu sống nhiều người, mặc dù ông ấy bị sa thải, kế hoạch di chuyển thủy thủ đoàn tới nơi an toàn vẫn được thực hiện. Ông ấy là người hùng đáng được khen thưởng. Lá đơn kiến nghị nêu rõ. Lá đơn xuất hiện trên trang train.org hôm ngày 3 tháng 4, hiện thu thập được hơn 123.000 chữ ký và được dự đoán sớm cán mốc 150.000 chữ ký trong vài giờ tới. Hãng Reuters trước đó đưa tin về quyết định sa thải đại tá Brett Grozier, chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, người viết thư hối thúc sơ tán thủy thủ đoàn để ngăn COVID-19. Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Morley sau đó đã cho biết rằng ông Grozier bị cách chức vì gửi cho quá nhiều người bản sao ghi nhớ nội bộ vào hôm 30 tháng 3, trong đó hối thúc việc các quân nhân trên USS Theodore Roosevelt nhiễm bệnh cần được rời tàu để lên đảo Guam chữa trị. Ông Morley nhấn mạnh rằng chỉ huy của tàu USS Theodore Roosevelt thể hiện khả năng đánh giá cực kỳ kém trong việc xử lý khủng hoảng hiện nay trên tàu. Ngay cả khi được ca ngợi như một anh hùng, Grozier vẫn bị sa thải, trong khi các nhà điều tra xem xét việc có nên đưa ra hình thức kỷ luật khác hay không, ông Morley nói với Reuters. Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ cũng dẫn lại nội dung bức thư của Grozier, trong đó có lời kêu gọi đưa 4.000 thủy thủ khỏi tàu cách ly, đồng thời nêu rõ nếu Hải quân không có hành động ngay lập tức, họ không thể bảo vệ được tài sản đáng tin cậy nhất là các thủy thủ Mỹ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.